Xin chào quý khách, hôm nay tôi sẽ giới thiệu về đạn sâm và đan sâm. Rất là nhiều khách hàng hỏi tôi về đạn sâm và đan sâm, và hai loại này là hai loại sâm khác nhau. Gọi đạn sâm bởi vì tên tiếng Trung là đan sen, vì xuất hiện và nổi tiếng ở huyện Thượng Đẳng của Trung Quốc nên là có tên là đạn sâm là như vậy. Và ở Việt Nam thì có vùng là người tại đây họ đặt tên là Thượng Đẳng Nhân Sâm là cũng đúng, và ở Kon Tum thì gọi là sâm dây. Tuy nhiên, đạn sâm của Trung Quốc là loài Codonopsis bilosula, còn của Việt Nam là Codonopsis nhưng mà javanica. Về tươi thì khá là giống nhau, nhưng mà khi mà khô thì của Trung Quốc là nó dài, mềm, xốp, còn Việt Nam thì cứng. Còn đan sâm là một loại sâm ứng dụng và khá phổ biến ở trong Đông y. Gọi đan dịch nghĩa Hán tự thì có nghĩa là đỏ, bởi vì loại này đào lên có rễ màu đỏ, đan là đỏ nên gọi đan sâm. Là nhiều khách là thấy tôi viết đan sâm là tưởng là mình viết thiếu dấu, nhưng đây là một loại sâm đặc biệt, là một loại sâm khác so với là đạn sâm. Đan sâm có tên khoa học là Samia mitiohiza. Trong các video hay là trên website của Nhân Trường Kon Tum là tôi luôn đưa ra tên khoa học rõ ràng để quý khách hoặc là người đam mê về Đông y, y học cổ truyền là có thể tra cứu. Không chỉ là mình có thể tra cứu ở Việt Nam mà tra cứu những cái tài liệu tiếng Anh từ nước ngoài. Và ngay cả ở trong những bộ sách y điển lớn của Việt Nam, tác giả đều đưa ra những cái tên khoa học. Tên khoa học rất là bài bản và chi tiết, và đa phần là chúng ta hay bị nhầm lẫn với những cái tên địa phương. Ở Kon Tum, sâm dây là một chi của đạn sâm thuộc họ đạn sâm trên thế giới. Và sau này là rất là nhiều báo là đặt tên là hồng đạn sâm, nhưng mà thực tế hồng đạn sâm cũng tên là một tên cổ có từ xa xưa chỉ về cây sâm dây hay là đạn sâm. Sâm dây hay đạn sâm có vị ngọt, tính bình vào kinh tỳ và phế, có tác dụng là bổ trung, ích khí, sinh tân, kiện tỳ, dưỡng huyết, dùng cho trường hợp tỳ vị hư nhược, khí hư, huyết hư, thể trạng mệt mỏi, vô lực, ăn kém, và tiếp thêm sinh lực cho lá lách và dạ dày, và làm khỏe phổi, củng cố khí, nuôi dưỡng máu và thúc đẩy quá trình sản xuất chất ở trong cơ thể, tăng cường khả năng miễn dịch, hỗ trợ cải thiện trí nhớ, giải tỏa mệt mỏi và thể chất, dùng cho người mệt mỏi, chán ăn, suy nhược, ho và bị thiếu quy. Quy ở đây là ở bên Trung Quốc người ta gọi là khí. Khí là một cái triều tượng, một cái năng lượng triều tượng ở trong Đông y. Tôi đã từng giải thích khí ở trong Đông y là gì. Nhân Trường Kon Tum là chúng tôi kinh doanh là sâm dây từ năm 2013. Chúng tôi cung cấp từ củ sâm dây khô và bột sâm dây, đạn sâm nghiền rất là mịn từ cái củ sâm dây nguyên chất 100% từ vùng đất Tumurong, Ngọc Linh, Kon Tum. Và sâm khô trải qua rất là nhiều công đoạn khác nhau để ra sâm mịn thành phẩm. Và bột sâm dây Nhật Trường Kon Tum là chúng tôi đã cung cấp từ rất lâu cho rất là nhiều tập đoàn, công ty lớn ở Việt Nam, cũng như quý khách hàng sử dụng uống như là uống trà sâm hàng ngày, tốt cho sức khỏe. Ngoài bột sâm dây nghiền mịn thì chúng tôi có luôn là trà túi lọc sâm dây và đóng theo túi 10g tiện dụng và sử dụng hàng ngày. Và tôi xin trích một kinh nghiệm để lựa chọn đạn sâm chất lượng ở trong Dược Tính Chị Nam. Dược Tính Chị Nam là một bộ sách của Hải Thượng Lãng Ông do soạn giả Nguyễn Văn Minh biên soạn. Bộ sách này chia làm 4 quyển, và từ quyển nhất đến quyển tứ bao gồm là 4.400 vị thuốc. Và theo tác giả là đáng lý ra là sách này chỉ có 2 quyển thôi, nhưng mà cái nội dung kiến thức ở trong này rất là lớn, sau đó là phải chia thành 4 quyển. Và bộ sách cổ này theo tôi về nội hàm kiến thức ở bên trong là rất là hay, và phải ngang những cái quyển như là Bản thảo cương mục ở bên Trung Quốc. Sách viết rất là chi tiết, khoa học và không quá đề cao về một cái cây thuốc gì, nói rõ công dụng và tác dụng phụ của mỗi loại cũng như dược tính. Ngoài ra còn thêm bài thuốc để nghiên cứu từ những bài thuốc uyên thâm của người xưa để lại. Và trong phần đạn sâm thì tác giả lưu ý là chúng ta chọn cái củ sâm tốt thì lựa cái củ sâm nào cứng như sừng hươu, đó là loại tốt, và kiến thức này là từ người xưa. Nhưng ở đây chúng ta có thể thấy là cái củ sâm dây, đạn sâm mà ở vùng Kon Tum và khi mà sản xuất ra khô thì rất là cứng, so với cái loại từ Trung Quốc là rất là dài, dẻo và mềm. Từ Dược Tính Chị Nam thì chúng ta cũng có thể coi như là tác giả mô tả về cái đạn sâm là nên chọn cái loại nào cứng. Và bộ sách y điển này, quý khách mà có đam mê về y học cổ truyền thì có thể vào một ebook của website nhatruongkontum.com. Thì tôi có upload là 4 quyển, chọn bộ đầy đủ, và mình có thể làm đa về làm miễn phí để nghiên cứu.
Và giá trị từ cái quyển sách này thì rất là lớn dành cho những cái người muốn học về dược cổ truyền. Và một ebook của chúng tôi là cũng đã có hơn 150 quyển sách về Đông y miễn phí. Là khi quý khách tải về thì quý khách nhớ là để cho cái hệ thống nó tạo ra cái file zip. Rồi từ đó là cái file zip này nó sẽ tự download về, vì có một cuốn sách nó rất là nặng nên là nó có một khoảng thời gian để nó tạo ra cái file zip này và auto nó download về. Nên là nhiều khi là quý khách là nên là tôi đã có những cái video hướng dẫn về cách mà download về cái mục ebook này, nhưng mà nhiều quý khách là vẫn báo lỗi về là không tải được những cái mục ebook này. Giờ thì tôi sẽ chia sẻ về đan sâm. Đan sâm là trước đây là thường là chúng ta tự nhập về Trung Quốc, nhưng hiện nay là những cái tỉnh Tây Nguyên đã triển khai trồng cái loại này, và loại đan sâm mà Nhật Trùng Con Tum đang kinh doanh là của Việt Nam. Và hiện nay là tại vùng Con Tum là đã trồng loại này và giá thành rất tốt và chất lượng. Giá tốt ở đây là giá thành tốt cho người Việt, chứ còn mà giá quá rẻ là không phải. Và nhiều khách alo hỏi tới nói là nhập đan sâm là chỉ có 60 ngàn một ký khô thôi, thì cái này cái giá này nó rất là rẻ. Còn cái giá cạnh tranh ở đây nó phải kèm đi cái chất lượng, vì bài toán trồng dược liệu ra đưa ra cái giá thành cạnh tranh là không phải là đơn giản. Cũng như là về nông nghiệp, chúng ta có thể trồng hoa quả cây ăn trái đi kèm với chất lượng và để được ra một cái giá thành cạnh tranh, đó là một bài toán là dài hơi. Nên là trồng ra một cây dược liệu nó có một khoảng thời gian dài và làm khô sạch sẽ và gửi đến với khách hàng, đó là không phải đơn giản. Và chúng tôi là hướng đến là những cái chất lượng cạnh tranh so với những cái dược liệu chất lượng từ nước ngoài, chứ mình không phải là cạnh tranh với những cái dược liệu rác. Là nhiều quý khách là nói là nhập đan sâm về là khô á, là chỉ có 60 ngàn một ký, thì cái đó là chịu, không thể làm được. Và rẻ thì cứ nên mua mấy chỗ đó rẻ. Đan sâm là một thảo dược ở trong Đông y là có từ rất lâu, và trong Thần Nông Bảo Thảo Kinh là từ 2.000 năm trước đã có đề cập tới đan sâm. Đan sâm là một loại thực vật thân cỏ sống lâu năm và thuộc họ bạc hà, và có tên là xích sâm, sơn sâm, và do vỏ của rễ này nó có màu đỏ, đan có nghĩa là đỏ, và thịt là màu tím và có hình dạng là giống giống với nhân sâm, nên là người xưa lấy màu đỏ, hồng, tím kết hợp với chữ sâm để đặt tên. Đan sâm được sử dụng rộng rãi ở các nước châu Á như là Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật Bản. Đan sâm có vị đắng và tính hàn nhẹ, và Đông y cho rằng vị đắng của đan sâm có tác dụng là tiết và hạ, và tính hàn có tác dụng là thanh nhiệt, quy và tâm, can kinh, có công hiệu là hoạt huyết, thông kinh, mát máu, tiêu sưng, thanh tâm, tiêu tan phiền muộn. Hoạt huyết thông kinh là tác dụng chủ yếu của đan sâm, do đó có thể dùng để trị những chứng bệnh huyết mạch không thông, kinh nguyệt không đều. Và nói đến đan sâm, không chỉ như là Thần Nông Bản Thảo Kinh mà còn những sách cổ như là Bản Thảo Cương Mục của Lý Thời Chân, và đều cho rằng tác dụng của đan sâm là độc vị ngang ngửa với bài Tứ Phật Thang, bao gồm Đương Quy, Địa Hoàng, Xiên Khung, Bạch Thược. Nên từ đó đan sâm rất là nổi tiếng, bởi vì cho rằng là dùng một vị đan sâm có thể ngang bài Tứ Phật Thang, nên là người xưa có cho rằng là một vị đan sâm còn hơn một thang thuốc bốn vị nổi tiếng, đó là bài thuốc Tứ Phật Thang. Nên là trong Đông y người ta nói đến bài thuốc Tứ Phật Thang là dường như là những lương y, thầy thuốc, bác sĩ, y học cổ truyền đều biết đến bài thuốc này. Nên là nhiều người tìm hiểu sâu về công dụng thì có vẻ như là đan sâm đáp ứng được tất cả công năng của bài Tứ Phật Thang, dù chỉ là độc vị, nên mới có câu truyền lại nhất vị đan sâm ẩm, công đồng Tứ Phật Thang, dùng để bổ huyết, điều huyết trong y học cổ truyền. Đan sâm được mệnh danh là huyết bệnh yếu dược, tức là thứ dược quan trọng để trị những bệnh liên quan tới huyết. Đan sâm là một vị thuốc được dùng làm thuốc bổ từ rất lâu, ăn uống thất thường, và có thể nói đây là một thảo dược hỗ trợ những bệnh về máu. Đan sâm dưỡng thần, định trí, thông lợi huyết mạch, giúp dưỡng huyết, điều huyết, quy thủ thiếu âm, thủ huyết âm kinh, giúp công năng của tâm, tâm bào được điều hòa. Vì vậy, đan sâm là dược vị không thể thiếu trong những cái thang chứng bệnh về tâm, về huyết. Và có rất là nhiều nghiên cứu về đan sâm, và trong đó có rất là nhiều hoạt tính sinh học và được y học hiện đại chứng thực. Đan sâm theo những cây thuốc và vị thuốc Việt Nam của giáo sư Đỗ Tất Lợi được sử dụng làm thuốc bổ cho phụ nữ chưa chồng da vàng, ăn uống thất thường, kinh nguyệt không đều, còn chế thuốc xoa bóp. Xin cảm ơn quý khách đã theo dõi video này. Hôm nay tôi đã giới thiệu về đản sâm và đan sâm, hai loại sâm đặc biệt này khác nhau như thế nào. Và đăng ký kênh Nhật Trùng Con Tum để theo dõi những video mới nhất về thảo dược của bên chúng tôi. Xin cảm ơn.